Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương. Cũng vậy, một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng. Trái tim của người khôn ở bên hữu, còn trái tim của kẻ dại ở bên tả. Lại khi kẻ dại đi đường, rõ ra là thiếu mất lẽ phải. Nó nói cho mọi người rằng mình là kẻ dại. Nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi, chớ lìa khỏi chỗ mình, vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn. Có một tai nạn ta đã thấy ở dưới mặt trời, như một sự lỗi lầm do quan trưởng phạm. Ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ngồi chỗ thấp. Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy. Kẻ nào đào hầm sẽ sa xuống đó, còn kẻ phá vách tường phải bị rắn cắn. Ai lăn đá khỏi chỗ nó sẽ bị thương, kẻ bữa củi có khi phải hiểm nghèo. Cái rìu luộc mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều. Nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt. Nếu rắn cắn trước khi bị ếm chú, thì thầy ếm chú chẳng làm ích gì. Lời của miệng người khôn ngoan có ơn, nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó. Lời nói của miệng nó khởi đầu là ngu dại, cuối cùng vẫn điên cuồng, nguy hiểm. Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời, dầu vậy người ta chẳng biết điều sẽ xảy đến, và ai là kẻ tỏ ra được cho nó sự sẽ có sau mình. Công lao kẻ ngu muội làm cho mệt nhọc chúng nó, vì chẳng biết phải bắt đường nào đặng đi đến thành. Hỡi xứ, khốn thay cho mày khi có vua còn thơ ấu, và các quan trưởng mày ăn từ lúc buổi sáng. Hỡi xứ, phước cho mày khi có vua là dòng cao sang, và các quan trưởng mày ăn theo giờ xứng đáng để bổ sức lại, chứ chẳng phải để đắm say. Tại tay làm biếng nên giường nhà sụp, vì tay nhát nhớn nên nhà dột. Người ta bày tiệc đặng vui chơi, rượu khiến cho đời vui, có tiền bạc thì ứng cho mọi sự. Dầu trong tư tưởng ngươi cũng chớ nguyền rủa vua, dầu trong phòng ngủ ngươi cũng chớ rủa xả kẻ giàu có, vì chim trời sẽ đồn ra tiếng ngươi, và loài có cánh sẽ thuật việc ra. Chương 11. Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho 7 hoặc cho 8 người, vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất. Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất. Khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào, nó phải ở chỗ đó. Ai xem gió sẽ không gieo, ai xem mây sẽ không gặt. Người không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đàn bà mang thai thể nào, thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời là đấng làm nên muôn vật. Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều chớ nghỉ tay ngươi, vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt. Ánh sáng thật là êm dịu, con mắt thấy mặt trời lấy làm vui thích. Nếu một người được sống lâu năm, thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy, song cũng chớ quên những ngày tối tăm, vì những ngày ấy nhiều. Phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không. Hỡi kẻ trẻ kia,
hãy vui mừng trong buổi thiếu niên. Khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi. Vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Chương 12. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng, ta không lấy làm vui lòng. Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Trong ngày ấy, kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xây cối ngừng lại bởi vì số ít. Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt. Hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng say mõn lần. Lúc ấy, người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy và tiếng con gái hát đều hạ hơi. Lại người ta sợ sệt mà lên cao và hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy, cây hạnh trổ bông, cao cao trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa, trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là đấng đã ban nó. Kẻ truyền đạo nói, hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không. Vả lại, bởi vì kẻ truyền đạo là người khôn ngoan, nên cũng cứ dạy sự tri thức cho dân sự. Người đã cân nhắc, tra soát và sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn. Kẻ truyền đạo có chuyên lo tìm kiếm những câu luận tốt đẹp và các lời đã viết ra đều là chính trực và chân thật. Lời của người khôn ngoan giống như đót, sắp chọn các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt. Nó do một đấng chăn chiên mà truyền ra. Lại hỡi con, hãy chịu dạy. Người ta chép nhiều sách chẳng cùng, còn học quá thật làm mệt nhọc cho xác thịt. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đổi việc kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Thi Thiên 36. Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó, vì nó tự khoe mình rằng, tội ác mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt, nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ. Hỏi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây. Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời, sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao. Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa, chúng tôi thấy sự sáng. Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng. Xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp tôi, cũng đừng cho tay kẻ ác xô đuổi tôi xa. Tại nơi ấy kẻ làm ác sa ngã, chúng nó bị xô nhào, không thể trỗi dậy được. Chương 3. Vậy thì, sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Hay là phép cắt bì có ích gì chăng? Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều này.
ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Mà làm sao? Nếu một vài người trong bọn họ không thành tín thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Chẳng hề như vậy. Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Như có chép rằng, ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Song nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Tôi nói như cách người ta nói. Chẳng hề như vậy. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Nhưng nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Vậy thì sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Sự đoán phạt những người đó là công bình. Thế nào? Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có. Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gret thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặt những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xứng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xứng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Chương 4. Vậy chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy,
Vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm mà rằng: phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Vậy lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải, sau khi người chịu cắt bì bèn là trước. Vậy người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình. Và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sinh ra sự giận, song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc theo lời đã phán cho người rằng: dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy 100 tuổi, và thấy Sarah không thể sinh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Chương 5. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, sự rèn tập sinh sự trông cậy. Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời
bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại, sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Jesus Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.